Chỗ này là mình để đây mà ta. Đâu mất tiêu rồi. Trời, mất tiêu rồi. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu. Anh Hiếu ơi. Hả? Có chuyện gì làm sao vậy? Mất, mất có 5 chỉ vàng rồi. Không được, em phải đi đi. À, khoan khoan khoan, em đi đâu ạ? À? Bình tĩnh lại rồi. Em đi lên phường trình báo với gì đâu. 5 chỉ vàng của em rõ ràng là bỏ trong tủ mà. Bây giờ anh không lấy, em không lấy thì đương nhiên là nhà mình có trộm rồi. Em à, em bình tĩnh nghe nói nè. À, không phải nhà mình có trộm đâu. Thật ra là 5 chỉ vàng đó anh... Anh làm sao? Nè, anh đừng có nói với em là anh lấy cho gái nha. Ê, không phải. Chứ sao? Anh nói ra vấn đề này em đừng có giận anh nha. Thật ra đó là thằng Út em của anh đó, nó qua nó mượn, nó kẹt đầu tư làm ăn gì đó. Nó năn nỉ quá anh mới lấy, anh cho nó mượn đỡ. Anh Hai ơi. Anh Hai. Ơi. Út. Anh Hai, em nói nghe nè. Ôi chuyện gì vậy? Anh giúp em cái đi, em gấp quá. Gấp thì từ từ chứ bình tĩnh, có chuyện gì nói anh Hai nghe coi. Thú thiệt á, là bây giờ á, vợ chồng em đang thiếu 15 triệu để đặt cọc cái lô hàng cho đối tác bên kia á. Mà bây giờ em nói thiệt là em say dữ lắm luôn rồi, mà em không có tìm ra. Mà em không được đặt cọc á, là cái lô hàng đó của người ta, em đâu có lấy về được. Anh có chút đỉnh không? 15 triệu, anh cho vợ chồng em mượn đi. Bây giờ đi được cái chuyến hàng đó đó, là em về đây em trả cho anh liền. Anh Hai. Trời đất ơi, Út nghĩ đi, anh với chị bán ra ở ngoài chợ tiền chỉ đủ sống thôi chứ đâu có dư đâu mà cho em mượn. Em nói thiệt luôn là bước đường cùng lắm á, em mới qua đây em kiếm anh Hai á. Bây giờ mà anh Hai không giúp em á, vợ chồng em đói thiệt luôn á. Anh Hai, ráng xoay sở giùm em đi anh Hai. Đi anh Hai. Anh Hai. Thôi được rồi, thì đứng đây mà đợi anh Hai xíu. Năm chỉ anh này nhỏ nhỏ thôi, cái này á là anh chị á dành dụm mấy năm trời mới được đó. Bây giờ em cần á thì em dùng trước đi, nhưng mà anh nói nghe nè, khi nào đối tác trả tiền á là đem tiền nó qua trả cho anh Hai liền nha. Chưa, từ từ để tao dặn cái, đặc biệt là không nói cho chị dâu biết, biết chưa? Bả mà biết mới nhằn tao mệt lắm. Em biết rồi, em mừng quá luôn á. Anh ráng đi nha, em đi được chuyến hàng đó em về em trả cho anh Hai. Ừ, nhớ nha. Dạ, thôi em về trước nha anh Hai. Về đi. Cảm ơn nha anh Hai. Anh hay quá à. Nhà cửa của anh dột nát tới nơi rồi kìa, anh không lo. Chuyện gia đình anh không lo, anh đi lo cho người ta. Anh giỏi ghê vậy á. Thì thằng Út nó nói nó đầu tư xong á là người ta trả cho nó, là vài bữa nó trả cho mình liền à. Anh nghe lời nó hả? Hứa với hẹn khi nào trả? Thì mình làm phận anh chị mà, em Út nó kẹt thì mình phải giúp em Út chứ, không giúp thì kỳ lắm. Anh có biết á là 5 chỉ vàng đó là em để dành á để sửa lại mái nhà. Mùa mưa sắp tới nơi rồi. Bộ anh tính cho mẹ con em á, mỗi lần trời mưa là ướt dẹp hết đúng không? Ở trong nhà mà em tưởng là ở ngoài sân sau không luôn á. Thì tức dễ sợ tức à. Thôi mà bây giờ lỡ cho nó mượn rồi, nó hứa vài bữa nó trả lại cho. Với lại giờ mình giúp nó rồi sau này á, mình kẹt thì mình mượn lại nó cho liền gì. Chắc nó cho, mày đã qua báo nữa. Anh coi làm sao thì làm đi nha. Bực bội lắm rồi đó. Em. Nhà từ từ sửa không được mà. Anh Hai. Trời ơi, chị Hai. Út. Trời giờ này sao mới ăn cơm vậy? Trễ lắm nha. Ừ, thôi ngồi ăn cơm với tụi anh nè, em vô lấy chén nữa. Thôi thôi thôi, được rồi chị Hai. Nè, em qua là có tí chuyện xíu nè. À, lúc trước á, em mượn hai vợ chồng chị là 5 chỉ. Xong rồi thời điểm đó á, em bán là 15 triệu. Bây giờ em mang em gửi lại cho anh chị nha. Là sao chú? Lúc trước anh chị á, cho chú mượn 5 chỉ vàng, chứ đâu có cho mượn tiền đâu. Mà bây giờ chú đem tiền qua chú trả. 5 năm trước á, em mượn chị là 5 chỉ. Em đi bán được 15 triệu, thì bây giờ em mang 15 triệu qua em trả. Chứ có trả thiếu đồng nào đâu mà chị nói gì kỳ vậy? Nè, chú đừng có nói chuyện vô lý như vậy. 5 năm trước á, tôi uống rượu chỉ có 10 ngàn thôi à. Mà bây giờ đã lên giá 30 ngàn rồi. Thì chú nghĩ đi, 5 chỉ vàng hiện tại bây giờ là chỉ giá bao nhiêu tiền? Ôi thôi chị ơi, chị nói chuyện gì kỳ quá.
Chị nói hồi anh em tôi mít lòng nữa đó. Nè, bây giờ chị không nhận nè, tôi cũng trả cho chị này nha, anh làm chứng nè. Đó. Còn anh nè anh hai, anh là anh ruột của tôi, tôi qua đây tôi trả tiền đàng hoàng, mà anh để chị dâu xài xể vô mặt tôi vậy đó. Mà tôi không ngờ chị là chị dâu của tôi mà tính toán từng đồng từng cắt với tôi vậy hả? Này nha, tiền tôi trả rõ ràng, bây giờ tôi về. Em về. Út nè, Út đó, anh thấy chưa, lúc khổ thì qua đây than thân trách phận đủ thứ hết trơn á, giờ có tiền rồi mà cầm dưới đói qua trả, thấy được không? Anh em ruột thịt trong gia đình anh đó, như vậy là đủ tốt chưa? Anh coi giải quyết thì sao, giải quyết đi nha, tôi thấy bực bội lắm rồi đó. Em dạ, bà uống thêm miếng nước nữa đi ba. Ủa mà nay nhà mình có chuyện gì mà sao ba kêu tụi con về tụ họp gấp vậy? Chỉ là hôm nay ba kêu mấy đứa bay về đây lễ ba chia mấy miếng đất mà ba hứa cách đây 15 năm về trước đó. Ba lớn tuổi rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa đâu, cho nên là chia cho rồi đi, để sau này ba có chết đi rồi á, anh em tụi bay khỏi bích lòng với nhau. Trời, vậy là ba nói thiệt hả ba? Tưởng cái vụ nào chứ cái vụ này nha, là hôm bữa vợ chồng con tính nói với ba luôn rồi mà không có thời gian. Thôi giờ ba cho, con nhận ha. Dạ. Nghe bà nói nè, hai chồng hiếu, hai đứa con lớn, vừa nghe em nói đó nghe. Bây giờ em nó chọn trước, rồi khi nào miếng nào còn lại á là của vợ chồng con. Dạ. Dạ, thì ba nói sao tụi con nghe vậy. Bây giờ con tính vậy ha. À, cái miếng đất ngoài chợ á thì con lấy. Tại vì ba cũng biết rồi, vợ chồng con là thương nhân thì lấy miếng đất ngoài chợ dễ buôn bán này nọ. Còn anh chị hai này nha. Trời, em thấy anh chị hai á là giỏi mấy cái chuyện mà cơm nước đồ này nọ, chăm sóc người già. Nè, anh chị hai lấy cái miếng đất kế bên đi, đặng có gì chạy qua chạy lại nè, chăm sóc ba cho nó dễ, đúng không? Đó, trời ơi, em tính cho anh chị hai luôn rồi đó. Đúng rồi đó ba. Ba cứ cho con cái miếng đất ở gần nhà ba đi, rồi tiện vợ chồng con qua chăm sóc ba để trả hiếu cho ba nữa. Vậy cũng được. Nếu mà con đã quyết định chọn đất ngoài chợ rồi thì ba cho. Rồi, ba đưa con đây 100 triệu là coi như con nhận xong miếng đất này nha. Gì 100 triệu ba? Trời ơi, ba lớn ba giỡn với con hoài. Cái miếng đất ngoài chợ đó là cỡ 2-3 tỷ bạc á, tự nhiên vợ đưa 100 triệu con không có lấy đâu. Trời ơi, thương là phải thương cho đồng, chia thì cũng phải chia cho đều. Trời ơi, ba lớn mà ba nói chuyện vô lý vậy luôn á. Thì đúng là miếng đất đó bây giờ là mấy tỷ ba không cần biết, nhưng mà miếng đất đó ba hứa cho anh em tụi con á, cách đây 15 năm về trước nó chưa tới 100 triệu. Ba đưa cho con 100 triệu về là đã hơn rồi, con còn đòi cái gì nữa? Đất đai đó ba đã sang tên cho anh chị hai con rồi. Ba, con với anh hai nè, ai cũng là con ruột của ba hết trơn á. Ba đối xử như sao không phải cho đều một chút chứ? Ba lớn mà ba làm vậy hả ba? Tại sao con không được? Mày biết làm vậy con không được, mà tại sao mày mượn vàng của anh hai mày mà phải trả tiền? Tao đang dùng cách tính của mày đi đối xử với mày đó. Mày đừng có bao giờ thấy vợ chồng anh hai mày hiền quá mày leo lên đầu lên cổ nó. Ba ơi, ba bình tĩnh lại, giận quá mệt đó ba. Thôi ba ngồi xuống đi ba, bình tĩnh ba, bình tĩnh. Ba, con biết là ba thương vợ chồng con lắm, nhưng ba chia đất ba cũng chia đều đi ba. Con ở đâu cũng được, không có sao đâu. Ba làm vậy tội nghiệp thằng em của con. Con đừng có nói đỡ lời cho nó. Ba quyết định sao thì cứ làm y như vậy. Đất đai ba cho con, ba sang tên cho con rồi, là con không được quyền sang tên cho ai hết. Còn 100 triệu này, nó lấy hay không là chuyện của nó. Ba cho con xin lỗi nha ba. Giờ con thấy mình sai lắm rồi ba. Con thấy con ích kỷ, hẹp hòi, con tính toán với vợ chồng anh hai nữa. Anh hai chị hai, em xin lỗi nha anh chị hai. Tao còn sống như vậy nè mà mày tính toán với anh chị mày như vậy, mà rủ như tao chết đi rồi á thì mày ăn thịt vợ chồng nó luôn à. Sống ở đời đừng có nên tính toán quá, nhất là những người thân ruột rà của mình. Đây là phép thử, mà cũng là bài học cuối cùng mà tao dạy cho mày đó. Ba,